Ở những thời khắc thế này, ta nhận ra bay không chỉ là để dịch chuyển. Bay để thấy vẻ đẹp kỳ vĩ của quê hương mà ta chưa từng biết. Bay để mang yêu thương trở về. Bay đi xa để về lại thật gần. Cùng Vietnam Airlines mở ra những hy vọng mới cho mỗi hành trình. Bia Sài Gòn chiều mới, lọc lạnh dầu ở âm 2 độ C với vị êm mượt tột đỉnh, cho bạn cảm giác sảng khoái tột độ, để mọi cuộc vui đều đạt đến cảnh giới âm 2 độ chiêu. Bia Sài Gòn chiêu, lên như dòng, âm 2 độ chiêu. Người dưới 18 tuổi không được uống rượu bia. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Chuyện Golf của chúng tôi ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, sau VJ Union Cup 2021 thì những người yêu mến golf sẽ tiếp tục được chứng kiến những bàn thi đấu đầy hấp dẫn tại giải vô địch Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng, một sân chơi rất quen thuộc của các golf phía Nam. Vâng, và chương trình Chuyện Golf ngày hôm nay rất vinh dự được mời đến trường quay hai vị khách mời. Tôi xin trân trọng giới thiệu ông Trần Thanh Tú, Chủ tịch Hội Golf Thành phố Hồ Chí Minh, và kế bên là ông Nguyễn Bình Minh, Tổng giám đốc VJ Southern. Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Vâng, và ngày hôm nay thì hai vị khách mời sẽ cung cấp cho chúng ta những thông tin cũng như những câu chuyện rất là thú vị về giải golf Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng. Trước khi bắt đầu, xin mời hai vị khách mời cùng quý vị khán giả hãy cùng theo dõi một clip sau đây. Vào những năm 2000, phong trào chơi golf tại Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu có sự khởi sắc. Số lượng golfer cũng ngày một tăng lên, nhu cầu về những sân chơi được tổ chức quy mô chuyên nghiệp cũng dần hình thành. Thời điểm đó đã có sự xuất hiện của không ít các giải golf phong trào, nhưng phải đến năm 2015, giải golf Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng được tổ chức mới thực sự là một bước ngoặt lịch sử đối với phong trào golf tại miền Nam. Lần đầu tiên giải đấu diễn ra đã có 288 golfer tham dự, một con số khá ấn tượng vào thời điểm đó. Đặc biệt, nhằm thu hút đông đảo các golfer nghiệp dư hàng đầu trên cả nước đến với giải đấu, ban tổ chức còn miễn lệ phí thi đấu cho các golfer có handicap từ 0 đến 7, nhờ đó chất lượng giải được nâng cao hơn rất nhiều so với mặt bằng chung. Lần thứ hai tổ chức vào năm 2016, Hồ Chí Minh Open ngày càng trở nên hấp dẫn hơn khi ban tổ chức quyết định đưa bảng pro vào thi đấu. Các golfer chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam khi đó như Trần Lê Duy Nhất, Nguyễn Thái Dương cùng với nhiều gương mặt nổi bật khác đều xuất hiện tại sự kiện này. Điều đó đã một lần nữa khẳng định uy tín và chất lượng của Hồ Chí Minh Open. Một điểm thú vị khác của giải đấu này đó là cách đặt tên các bảng đấu theo thành tích trong golf. Thay vì bảng A, B, C, D như thông thường đối với nam thì sẽ là các bảng Albatross, Eagle, Birdie, Par. Còn với nữ thì có bảng Diamond và Ruby. Cách đặt tên này tạo nên sự gần gũi cũng như động lực cho các golfer năm sau sẽ lên một bảng cao hơn so với năm trước. Với sức hấp dẫn đã được chứng minh qua 6 mùa giải trước đó, giải golf Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng 2021 chắc chắn sẽ tiếp tục trở thành tâm điểm của làng golf Việt khi diễn ra trên sân golf Tân Sơn Nhất trong 2 ngày 26 và 27 tháng 3. Với việc diễn ra chỉ một tuần sau giải đồng đội danh tiếng VJ Union Cup tranh cúp Vietnam Airlines, Hồ Chí Minh Open 2021 gần như sẽ có sự hiện diện của phần lớn các thành viên hai tuyển miền Nam và miền Bắc, cùng với đó là nhiều gương mặt trẻ đáng chú ý khác. Năm nay, Hồ Chí Minh Open hứa hẹn sẽ có nhiều đổi mới trong công tác tổ chức khi hợp tác cùng VJ Southern, một đơn vị tổ chức giải golf chuyên nghiệp thuộc VJ Group. Và câu hỏi đầu tiên có lẽ xin được dành cho anh Tú ạ. Được biết là giải golf Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2015. Vậy thì xin được hỏi anh là cái thời điểm đó thì ý tưởng xuất phát như thế nào để tổ chức cái giải golf này ạ? Thì cũng như coi năm 2015, hàng năm Hội Golf Thành phố Hồ Chí Minh thì có tổ chức khoảng 5 đến 6 giải, những cái giải cũng như là Sing for Life, giải gala cuối năm cho các hội viên, rồi giải các về cho hội golf trẻ. Cho hội golf trẻ, rồi giải vô địch các câu lạc bộ. Giải vô địch các câu lạc bộ đã chuẩn bị. Sau sau những cái năm đó mới ngồi nhau khi mà cái phong trào golf của Việt Nam là có những cái golfer mà đã bắt đầu có tiến bộ quá hay, những mấy ông single handicap. Thì từ lúc đó là ngồi suy nghĩ lên, ban lãnh đạo hồi xưa mới bàn với nhau là sẽ thành lập cái giải là vô địch Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng. Cái mở rộng này muốn là có mời các anh em golfer ở phía Bắc và miền Trung cũng vào với miền Thành phố Hồ Chí Minh. Mà lúc đầu tiên thì cũng có là dự kiến cũng có mời một số golfer amateur nước ngoài. Năm đầu tiên tôi nhớ cũng có một vài khách mời nước ngoài vào thi đấu. Thì từ đó mình muốn là nâng cấp cái giải cho các golfer có sự rèn luyện nhau. Năm đầu tiên đến 1-2 năm là chúng tôi, những anh em nào mà single hay ghép mà amateur á, mà từ 0 đến 5 là ở miền Bắc hoặc ở đâu là được
là mờ thi đấu mà miễn phí thi đấu, còn các anh em cơ phơ đó thì sẽ có tham gia cơ phí. Thì cái đó là cũng hội cầu thủ phương Bắc cũng muốn là sao nâng cái tầm, nâng cái trình độ, nâng cái chuyên môn của cái giải sao cho nó tốt để cho các anh em có cái cọ sát. Song song những cái giải đó thì cũng có ban đầu cũng có là cái giải là mờ là một con kiên cái bản rồ, cũng từ năm đó mà bản rồ. Thì lần đầu tiên chúng tôi tổ chức vậy là tổ chức hai sân, mà đặc biệt cái trường hợp này là hai ngày, cái giải này gọi là hai ngày. Thường thường trước đó thì một giải tổ chức một ngày là xong, nhưng mà giải này thi đấu hai ngày lấy kết quả, và số lượng là 288 golfer tham gia thi đấu cho hai sân. Thì mà qua các kỳ giải góp Hồ Chí Minh tới ngày hôm nay thì cứ mỗi năm đến thì nó cũng là có các golfer tham gia rất là đông đủ, cũng như trường bản rồ, rồi những cái bản single hay là kép tham gia càng ngày nó càng nhiều. Thì tới ngày hôm nay là chúng tôi cũng đang chuẩn bị là tổ chức Hồ Chí Minh Open lần thứ 7. Anh Minh, anh có theo dõi giải Hồ Chí Minh Open vào những ngày đầu tiên không ạ? Và anh đánh giá như thế nào về giải đấu này? Thực ra thì mình mới đến với bộ môn golf được 3 năm, từ năm 2018 thôi, bây giờ 3 năm. Nhưng mà Hồ Chí Minh Open từ năm 2015. Và tiếng vang của giải Hồ Chí Minh Open thì tất cả golfer trên toàn quốc đều biết. Đây là, mặc dù là giải phong trào nhưng rất là danh giá và tính chuyên môn rất là cao. Và được sự đón nhận của rất nhiều anh em golfer cả miền Bắc, miền Trung và miền Nam. Thì bắt đầu khi mà với 3 năm đến với bộ môn golf thì từ năm 2018 thì không năm nào gọi là không tham gia cái giải Hồ Chí Minh Open. Đây là một cái giải đấu nó mang tính cọ sát, mang tính giao lưu và trau dồi rất nhiều về trình độ chuyên môn cũng như tạo thêm được mối quan hệ nữa cho tất cả anh em golfer. Rất là hấp dẫn đúng không ạ? Vâng, rất là hấp dẫn. Vậy thì vào cái thời điểm mà giải đấu đầu tiên diễn ra thì cái phong trào golf lúc đó tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng như trên cả nước đang diễn ra như thế nào ạ? Thời điểm đó phong trào golf là cũng đang bắt đầu là có cái là sự tham gia những golfer mới cũng rất là nhiều. Thì từ có cái nhiều những cái giải mà chúng tôi trước đó làm giải chỉ có 144 người thì nó bị full booking vô là giải mình nhiều người đăng ký không đủ, thì cũng từ cái đó vừa nâng cao cho cái giao lưu và nâng cao cái trình độ góp của anh single lên thì cũng là mở rộng được 288 người tham gia. Thì cái đó thấy là có sự hứng thú cũng như cái sự tham gia nhiệt tình của các golfer ở trong Thành phố Hồ Chí Minh và phía Bắc hoặc là miền Trung. Nó giống như là đến hẹn lại lên vậy đó. Và như cái giải Hồ Chí Minh Open năm nay thì cũng báo cáo với anh Tú là mình chỉ mới phát động được 3 ngày thôi, thì hiện tại danh sách golfer bây giờ đang là 260 golfer đăng ký rồi. Vâng, đó là cái giải vô cùng hấp dẫn và mọi người đang rất là háo hức chờ đón để giải được diễn ra. Rất nhiều nhận xét nói rằng là cái giải Hồ Chí Minh Open khi mà được ra đời chính là một cái cú hích rất là tuyệt vời cho phong trào golf tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hai khách mời nghĩ sao về cái nhận xét này? Cái cú hích thì đúng rồi, phải để cho anh Tú với chủ tịch HGA anh Tú chia sẻ, nhưng mà với cá nhân của mình là một golfer và bên cạnh đó thì bây giờ đang điều hành của VJ Shelton và đang cùng cộng tác với HGA để tổ chức giải Hồ Chí Minh Open, thì nhất là về cái tiếng vang của giải Hồ Chí Minh Open đó là về cái trình độ, mặc dù phong trào nhưng trình độ chuyên môn nó rất là cao. Và khi mà tất cả golfer tham dự cái giải Hồ Chí Minh Open thì được cọ sát, và sau mỗi giải đấy thì họ lại tích lũy thêm được kinh nghiệm. Và một điều quan trọng nữa là cái giải Hồ Chí Minh Open là giải tổ chức rất là chuyên nghiệp và bài bản và chăm sóc golfer từng chút một. Và tất cả golfer đến với giải Hồ Chí Minh Open đều được chào đón một cách trân trọng, đều được nâng niu. Và về nâng niu về trình độ chuyên môn, về giúp đỡ cho họ, tạo mọi điều kiện để cho họ có thể phát huy tốt nhất cái kết quả của mình. Anh Tú, dạo từ một cương vị của một trong những người đầu tiên ý tưởng tổ chức giải đấu này thì anh thấy cái nhận xét đó như thế nào? Tôi nghĩ trong tham gia các kỳ trong ban năm nay tôi là chủ tịch của HGA, trước đây là của anh trai, nhưng một số anh em thành viên thì cũng có điều hành và có ý tưởng làm cái giải này, cũng muốn làm sao để cho nó cái giải mình càng ngày càng chất lượng hơn nữa, làm sao cho nó tốt hơn nữa. Nó đang diễn ra tôi thấy là đúng theo mà cái mong muốn của ban lãnh đạo HGA trước đây và tới bây giờ. Và khi năm nay tôi cũng muốn làm sao cho nó tốt hơn nữa, thì từ đó mới có ra là mới có cái sự ký kết hợp tác với bên CS mà tổ chức giải sao cho nó chuyên nghiệp hơn. Và tôi thấy những hình ảnh,
những cái poster, những cái chuẩn bị, cái khâu chuẩn bị. Tôi nghĩ các golfer năm nay tham gia, tôi nghĩ sẽ có thêm một cái ấn tượng, và tôi nghĩ là nó sẽ tốt hơn cho hơn các năm kỳ trước. Thực sự là một cái giải đấu rất là ấn tượng cả trong cái cách đặt tên cho các bảng đấu. Tại vì em thường thấy các bảng, các giải đấu đã đặt trên ABC, nhưng mà riêng của mình là theo các thành tích ở trong golf, Apa Shot, Birdie, Eagle hay là Pa. Và tại sao lại có cái sự đặc biệt này ạ? Thì cái đó là cũng là có một cái ý tưởng của các anh là bây giờ muốn cái gì nó phá cách, nó khác biệt với cái những cái giải khác. Và cũng thể hiện trình độ chuyên môn của golfer. Chuyên môn của từng cái golfer đó. Rất là rõ ràng luôn đúng không? Có nghĩa là với năm nay thì bây giờ ví dụ bạn đang ở bảng Pa đi, thì bạn sẽ mong muốn năm sau bạn sẽ lên ở cái bảng Eagle, và mong muốn năm sau nữa lên ở một cái bảng Apa Chốt, bảng cao nhất luôn. Lừa bảng cao nhất của bảng cao nhất nữa là bảng Pro. Thì đó lý do tại sao mà ban lãnh đạo HGA đặt cái tên của theo từng cái như vậy, thì để mong muốn các golfer mỗi một năm muốn phấn đấu hoàn thiện mình nhiều hơn, để nâng cao trình độ nhiều hơn, để năm sau mình ở một cái bảng nó đẹp hơn, nó cao hơn, và nó hấp dẫn hơn. Thì đó chính là một câu chuyện hết sức thú vị của giải đấu. Nhìn lại những cái mùa giải đã qua, đến nay thì mình được đi sang năm thứ 7 rồi. Vậy thì hai khách mời ấn tượng nhất với điều gì? Cái này phải xin phép để anh Tú trả lời trước. Thì cái điều ấn tượng thật sự là, cũng như mình nói là mới có 3 ngày đưa poster lên mà đã coi như là gần, coi như là full rồi. Full booking. Đó cái điều mà cái nhà tổ chức cũng như các người đơn vị cùng nhau, chúng ta cái sự vui mừng, cái sự thật sự là cái khoái khích là. Và một cái điều ấn tượng nữa là đấy, như chúng tôi đã chia sẻ, chỉ trong 3 ngày thôi mà số lượng đăng ký là 260 golfer, mà danh sách chỉ là 288. Và cái điều mà tôi ban tổ chức tự tin rằng là sẽ mang đến cho golfer một cái giải đấu mặc dù phong trào, nhưng bạn sẽ được trải nghiệm một giải đấu nó mang tính chuyên môn cao. Đúng nghĩa là các bạn đi thi đấu chứ không phải là đi để giải trí mà chơi không. Thực sự đúng là đi thi đấu. Và một cái cảm giác đi thi đấu, nó mang một tâm thế đi thi đấu nó như thế nào, nó vừa thể hiện được trình độ chuyên môn, bản lĩnh, rồi tất cả mọi thứ. Thì đó là cái mà ban tổ chức mong muốn mang lại cho golfer. Và trong cái thời gian mà tham gia giải, cái không khí nó cực kỳ là cảm giác cho tôi thăng hoa. Nên là có những cú đánh tốt và những cú đánh xấu không được tốt lắm, tôi cũng cảm giác là mình phải cố gắng để mà vượt qua. Thành phố Hồ Chí Minh là một cái giải lớn mà tất cả mọi người là đều muốn chinh phục, và mang về cho mình một cái cúp Thành phố Hồ Chí Minh đó là cực kỳ đánh giá. Và bản thân của Phương là một lần được vô địch cái chiếc cúp đó rồi thì cảm thấy nó rất là vui vẻ và rất là sung sướng và hạnh phúc. Tôi tham gia cái giải này vì là cái giải tổ chức rất là chuyên nghiệp của hội golf Thành phố Hồ Chí Minh và quy tụ rất là nhiều tay golf đánh hay trên cả nước. Cái giải đó nó trở thành một cái giải lớn và lịch sử của Việt Nam, golf Việt Nam mình. Cho nên một khi mình đã là một nhà vô địch thì giống như là không bao giờ mình sẽ bị quên hết, tại vì cái tên mình nó sẽ nằm trong cái cúp và mình sẽ là một trong cái golf thủ mà người ta sẽ được nhớ đến có thể nói là suốt đời. Phát bóng của Nguyễn Thanh Hưng. Đã có cú hole in one, một cú hole in one dành cho Nguyễn Thanh Hưng. Dịch vụ giải thưởng hole in one mua tiện lợi qua ứng dụng VHandicap, Hotlines, VZ Sport, VZ Booking, VZ Season hoặc mua trực tiếp tại các sân golf, sân tập golf và các đại lý của VZ Sport. Quy trình trả thưởng đơn giản và nhanh chóng như một cơn gió, niềm vui gấp bội. Với nhiều sự lựa chọn, một lần hoặc một năm. VZ Sport, mua một tí, vui hết ý. Năm nay thì đã bước sang năm thứ 7 của Hồ Chí Minh Open. Vậy thì cái công tác tổ chức năm nay sẽ có những cái điểm khác biệt gì so với những năm trước? Năm nay có cái sự đặc biệt nữa là có tham gia của bên và có bên ban trọng tài. Chúng tôi cũng có cái thay đổi một chút xíu cho nó nâng cao cái chất lượng giải hơn nữa. Là năm nay chúng tôi là một bảng sẽ thi đấu một sân. Rồi trước đây coi như một bảng, nhưng ngày đầu tiên thì thi đấu sân ở Thủ Đức đi, ngày đầu tiên thì thi đấu sân sân Đông, ngày sau thì phải chuyển qua sân Tây.
Và tôi thấy ngồi tôi họp cho vừa vào gúc, tôi thấy là mấy anh cũng đề nghị là để cho chuyên môn cho nó nâng cao hơn, càng ngày nó tốt hơn nữa, cho thi đấu nó có được cái gọi là cái sự cải cách nữa, thì năm nay cũng thống nhất thay đổi một điều giải Hồ Chí Minh mình lần thứ 7 là chỉ là thi đấu một sân. Dạ. Và cái điều đó tôi nghĩ cũng sẽ đem lại cái kết quả tốt cho các golfer tham dự giải năm nay. Vâng, có những điểm khác biệt là chúng tôi đang mỗi ngày với vai trò là cùng với bên HGA là Visa Southern, là cùng với vai trò là cùng tổ chức với HGA, thì cái với mong muốn năm nay cái điểm khác biệt nữa là chúng tôi nâng cao về cái chất lượng phục vụ đối với golfer. Cái thứ hai, cái quan trọng nhất đó là để làm sao cho golfer thể hiện được cái trình độ chuyên môn của mình. Và khi mà đến với giải đấu của Hồ Chí Minh Open năm nay, các bạn sẽ bước vào đúng nghĩa một là một không gian đi thi đấu, không phải là một cuộc dạo chơi đơn thuần, mà cái này đi thi đấu đúng nghĩa các bạn phải mang toàn bộ, dành toàn bộ tâm lực, trí lực của mình cho vào những cú đánh. Và cái đấy là các bạn sẽ cảm nhận được khi các bạn đến với giải đấu của Hồ Chí Minh Open năm nay. Thì hôm nay cũng sẵn cái việc chia sẻ này, chúng tôi cũng xin giới thiệu thêm một cái nữa là HGA cũng như cũng phải chuẩn bị cũng sau cái giải này là một cái sẽ ghi giải, một cái giải gọi là lần đầu tiên sẽ tổ chức và gọi là mang tên là giải là các câu lạc bộ Hồ Chí Minh mở rộng, mà lần đầu tiên chúng tôi sẽ tổ chức. Và tôi nghĩ với cái tiếp nối của Hồ Chí Minh ở bên này, thì cái giải mà câu lạc bộ mở rộng của thành phố Hồ Chí Minh cũng là một cái điểm mới, mà cái điểm mà chúng tôi cũng muốn làm được, và làm sao cho nó tốt và nó được mang cái tiếng vang, làm sao cho nó cũng phải như giải Hồ Chí Minh Open đã tổ chức nhiều năm qua. Tức là sau cái giải Hồ Chí Minh Open vào ngày 26-27 tháng 3 sắp tới, thì vào cuối tháng 5 thì chúng tiếp tục là sẽ tổ chức cái giải vô địch các câu lạc bộ Hồ Chí Minh mở rộng. Thì đây là một cái giải đấu mà mong chờ nhất trong tất cả các câu lạc bộ đều mong chờ trong năm để được thể hiện. Hồ Chí Minh Open chỉ là cá nhân thôi, còn kế tiếp đó là giải vô địch các câu lạc bộ mở rộng, thì đấy là mang tính đồng đội nữa. Thì đấy là một điều hết sức là thú vị và hấp dẫn kế tiếp cho các golfer có thể đăng ký tham dự. Tại vì là chắc chắn rồi, tại vì là ở miền Bắc thì đã có vô địch các câu lạc bộ Hà Nội rồi, và miền Nam đang các câu lạc bộ đang rất mong chờ một cái sân chơi như vậy, đúng không ạ? Vâng, thưa hai khách mời, trong năm 2020 và thậm chí 2021 này thì chúng ta bị ảnh hưởng rất là nhiều bởi dịch Covid-19. Vậy thì cái công tác chuẩn bị cũng như những cái kế hoạch dành cho cái Hồ Chí Minh Open này có gặp phải những khó khăn như thế nào và mình đã giải quyết ra sao? Vâng, với như các bạn đã biết về tình hình chung là Covid, nhưng mà với sự chỉ đạo của anh Tú là chủ tịch của HGA thì chúng tôi đã ngồi họp nhau từ rất sớm, rất lâu để cho công tác chuẩn bị được diễn ra. Và khi mà dịch Covid nó bắt đầu lắng xuống thì chúng tôi chỉ đi vào triển khai thôi, chứ không còn bị lọng cọng để họp với nhau nữa. Thì để ra được Hồ Chí Minh Open thì chúng ta họp với nhau rất là nhiều lần, và thậm chí trước cả mấy tháng trời. Và trước Covid chúng tôi đã lường trước cái tình huống đó, thì anh Tú có chỉ đạo là chúng ta đều phải chuẩn bị sẵn mọi thứ, là standby hết, tất cả thứ standby hết, và sau khi có quyết định là dịch lắng xuống rồi chúng ta cứ thế mà triển khai thôi. Thì đó là cái mà chúng tôi đã chuẩn bị rất cẩn thận, chu đáo và từ trước rồi, cho nên khi đến khi mà dịch xong một cái là chúng tôi cứ đưa vào chạy. Đó là lý do tại sao mà chỉ trong vòng 3 ngày thôi thì tất cả khâu chuẩn bị của chúng tôi đã xong, và golfer đăng ký bây giờ đã gần full. Rất là hấp dẫn. Vâng, một trong những cái điểm hấp dẫn cực kỳ của Hồ Chí Minh Open chính là những cái gương mặt sẽ tham gia vào giải đấu. Thì năm nay thì hai khách mời có đưa ra những cái dự đoán riêng của mình thế nào về những gương mặt nổi bật cũng như những cái thành tích tại giải không anh? Chắc chắn sẽ có những các cá nhân ở các đội tuyển tham dự nhà anh Tú nhỉ? Cũng xin thông báo là cái giải Hồ Chí Minh nó có cái đặc trưng thêm nữa, đó là có mà cái giải Best Golf cho amateur nam và nữ. Thì thường là người nào Best Golf thì cũng được trao một cái áo jacket của giải, ngoài cái cúp được cái áo nam và nữ. Thì cũng qua 7 lần tổ chức thì cũng có những golfer trong miền Nam, cũng như có anh Phạm Quốc Phương, anh Đỗ Duy Hiền, rồi anh Nông Trung Hiếu, những người có một người trong những cái tên lướt qua tôi không nhớ nhiều, thì có những người được 2 lần vô địch giải này, và có người 1 lần, có người 2 lần. Thì tôi nghĩ một cái giải này thật sự là một cái giải mà có những golfer kỳ cựu khác, cũng như mình nói như thế là như anh Nguyễn Văn Thống, anh Nguyễn Ngọc Khôi rất là háo hức đến cái giải này, để muốn trong lấy được một cái best golf của cái giải này để đem về vô cái bộ sưu tập nhiều cúp của các anh. Nên đến mỗi lần đến cái giải này thì các anh rất là háo hứng. Thì cũng trong cái giải này hôm nay là hôm qua tôi cũng nghe thông báo, mà tôi cũng nói là vậy, toàn bộ mà các
golfer đang tham dự cái giải Union Cup năm 2021 chuẩn bị trong ngày mai tới đây, thì cũng toàn bộ cũng đăng ký tham gia vô cái giải Hồ Chí Minh Open tiếp theo sau vào ngày 26 và 27. Đó là cái sự thật sự là cái hút, nó đúng là vậy. Có những cái golfer mà có nhiều anh nói là cúp tôi rất nhiều cúp Pegasus, nhưng mà có một số cái giải Hồ Chí Minh Open không làm được. Thật sự cái golf này các bạn cũng biết là nó có cái sự gớt vô cái điểm golf phong độ thời điểm nào. Ví dụ như nhiều khi đấu một ngày thì biết kết quả rồi, nhưng mà có thể ngày đầu tiên thi đấu thì nó sẽ kết quả rất là tốt, nhưng mà đến ngày thứ hai thì lại kết quả không tốt. Nên cũng thật sự theo cái chia sẻ cũng như hiện nay tôi cũng là đội trưởng đội 15, các anh em single mà cũng nhiều anh em rất là hào hức để mà đến cái giải này, để mà cùng tham gia, để mà cũng cố gắng thi đấu để mà lấy một cái giải mà cho cá nhân của từng người. Bên cạnh là tranh cái cúp Bedros thì như anh Tú đã chia sẻ là mọi người rất là khát khao và mong muốn được khoác lên mình áo jacket màu xanh đó. Đó là niềm tự hào đối với golf và cũng là niềm khát khao đối với những golf trẻ. Và tôi cũng không ngoại lệ. Và ước gì trong cuộc đời golf của mình được một lần khoác lên mình chiếc áo jacket của Hồ Chí Minh Open. Vâng, sự thành công của bất kỳ giải đấu nào thì đều cần phải kể tới yếu tố đối tác đồng hành. Vậy thì Hội Golf Thành phố Hồ Chí Minh thì có những cái tiêu chí cũng như cách thức lựa chọn các đối tác đồng hành như thế nào để tạo nên một giải golf thành công? Các năm qua thì hội khoảng chừng vài năm nay là hội golf đứng tự ra tổ chức đội ngũ, là hội golf ban thường vụ rồi chánh văn phòng đứng ra tổ chức hết. Nhưng mà có cái trong chúng tôi tổ chức thì cũng vẫn tốt, nhưng tại sao tôi muốn do chất lượng năm nay nó tốt hơn thì chúng tôi đã có cái thỏa thuận, cũng như nói ban đầu là có thỏa thuận với bên VDS Holding và cùng nhau tổ chức nâng cái tầm cái giải này lên cho nó cao hơn, nó chất lượng hơn. Và tôi các bạn cũng biết là VDS Holding là nó có những cái điều kiện tốt nhất trong những cái đơn vị tổ chức và làm sự kiện góp trong vài năm lại đây. Thì cái điều đó tôi nghĩ HGA với VDS Holding kết hợp với nhau có thể là mang lại giá trị cộng hưởng cho hai bên, làm sao cho nó chuyên nghiệp hơn, chuyên nghiệp quá hơn, làm sao để cho các cái phương thấy tham dự những cái giải mà của HGA với cùng tổ chức là cái niềm tự hào. Và làm sao mong muốn đi sâu hơn sau đó, làm sao là các nhà tài trợ, các những người mà muốn mà giới thiệu quảng bá những cái sản phẩm thương hiệu của mình là phải là có cái sự là mong muốn để tham gia vô đây. Nên từ đó chúng tôi cũng là thấy cái sự kết hợp với VDS mà trong năm nay là cái điều rất là tốt, cũng như đấy trong năm nay chúng tôi mới vừa là làm mấy trăm người đã tham gia. Và tôi hy vọng cái hợp tác này nó sẽ, và các cái giải sau nữa nó sẽ làm sao cho nó tốt hơn nữa, để đưa cái chất lượng làm sao nó càng ngày nó càng phong phú hơn. Anh Minh có muốn bổ sung thêm gì không ạ? Thì đấy, như chúng tôi đã chia sẻ thì giải Hồ Chí Minh Open là một cái giải rất là uy tín. Và các nhà tài trợ đồng hành với chúng tôi thì chúng tôi chắc chắn một điều rằng là để có một quan hệ cộng hưởng, để cùng nhau phát triển và quảng bá thương hiệu và hình ảnh cũng như sản phẩm. Nhìn lại hành trình đã qua thì hai khách mời có thể đánh giá về những cái giá trị tích cực mà giải Hồ Chí Minh Open đã mang lại cho phong trào phát triển golf nói chung tại Việt Nam. Về cái giá trị tích cực thì như các bạn đã biết, nó thể hiện bằng hành động và nó thể hiện bằng con số. Như trong 7 năm qua thì thậm chí là chưa đến ngày này thì tất cả golfer cũng đều hỏi anh Tú là ngày nào Hồ Chí Minh Open tổ chức, thì đó là cái giá trị tích cực nhất mà chúng ta nhìn rõ nhất, cụ thể nhất và khách quan nhất trong suốt 7 năm vừa qua và đặc biệt là trong năm nay nữa. Và trong phần câu hỏi cuối cùng ngày hôm nay thì xin được hai khách mời hãy gửi những cái lời chúc, lời nhắn gửi đến tất cả các golfer sẽ tham dự vào giải Hồ Chí Minh Open 2021 ạ. Dạ, xin nhường lời Tú. Tôi cũng xin cái lời cái giải Hồ Chí Minh lần thứ mở rộng lần thứ 7 sẽ thi đấu vào ngày 26 và ngày 27 tại sân Tân Sơn Nhất. Thì với đại diện là trưởng ban tổ chức, tôi cũng gửi đến lời chúc đến các golfer tham gia thi đấu và mang lại cái kết quả cái tốt nhất mà để mong muốn cho mình. Với vai trò là tổng giám đốc của VJ Southern là cũng đơn vị đồng hành cùng với cả HGA, kính chúc cho tất cả các quý golfer tham dự cái giải Hồ Chí Minh Open năm nay mang lại kết quả tốt nhất trong 2 ngày thi đấu.
Xin cảm ơn hai khách mời vì những chia sẻ rất thú vị ngày hôm nay và xin chúc các giải đấu của chúng ta sẽ thành công rực rỡ. Đến đây thì thời lượng chương trình Chuyện Cốp cũng đã kết thúc và xin cảm ơn nhãn hàng Galaxy Lacidigop đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình tiếp theo.